Vừa rồi chúng ta đã giới thiệu về Smart Object. Như vậy là chúng ta đã làm quen với những cái dạng tài liệu là điểm ảnh, Sharp Layer và Smart Object. Bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp sang một cái dạng tài liệu nữa cũng xuất hiện ở trong Photoshop, đó là Text. Thì để làm việc với Text thì chúng ta sẽ chọn công cụ. Thì công cụ Text ở trong này thì được cung cấp là 4 dạng như sau: công cụ nhập chữ theo chiều ngang, công cụ nhập chữ theo chiều đứng, công cụ nhập chữ dạng vùng chọn theo chiều ngang và công cụ nhập chữ dạng vùng chọn theo chiều đứng. Thế nhưng mà trước khi giới thiệu vào mấy cái này thì chúng ta cũng sẽ nói luôn là chữ thì chúng ta có thể làm việc với hai dạng chữ, một là text point và một dạng nữa là paragraph. Thế thì chúng ta vừa giới thiệu cái công cụ horizontal này và vừa nói luôn về hai cái dạng text. Như vừa rồi chúng ta có nói là text có hai loại là point text và paragraph text. Thì cách thức để tạo ra một point text thì chúng ta làm như sau: chọn công cụ, sau đó đưa vào trong trang làm việc của chúng ta, click chuột một cái. Khi nó xuất hiện cái dấu nháy như thế này thì chúng ta có thể bắt đầu nhập text. Vào Photoshop. Và đây được gọi là point text. Point text có nghĩa là thế nào? Point text là cái dạng mà nếu như các bạn không có cái thao tác enter thì nó sẽ không tự động xuống dòng. Nó cứ dài mãi. Đấy thì gọi là point text. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ làm quen tiếp cái dạng thứ hai, đó là dạng paragraph text. Thì cũng chọn công cụ thôi, nhưng mà chúng ta không thao tác giống như vừa nãy là kích chuột một cái, mà chúng ta nhấp giữ chuột, sau đó chúng ta vẽ ra một cái vùng chọn như thế này. Khi chúng ta buông chuột ra thì chúng ta sẽ có một cái hộp chứa text được giới hạn bởi cái ranh giới là những cái đường đứt đoạn như thế này. Và trước khi nhập text thì các bạn cũng có thể là điều chỉnh một số các tham số. Tất nhiên cái này thì đều có thể làm được ở point text hoặc là paragraph. Thì trên thanh option hỗ trợ các bạn một số thứ liên quan tới text, ví dụ như là chọn loại phông này, các bạn sổ danh sách ra và các bạn có thể chọn phông gì đó. Thứ hai là các bạn chọn gì đây ạ, size, kích thước to nhỏ bao nhiêu. Thứ ba là các cái gióng hàng, là gióng giữa, gióng trái, gióng phải. Đấy. Thứ tư là màu của text, là cái ô này. Các bạn muốn nó có màu gì các bạn chọn vào đây. Sau khi mà chúng ta thiết lập xong những cái tham số đó thì chúng ta sẽ tiến hành là đưa text vào trong phần vào trong tài liệu. Cách nhập text, cách gõ như thế nào đấy để ra được tiếng Việt các thứ thì tôi không giới thiệu nữa, tại vì chắc là các bạn cũng đã làm việc ở trong các chương trình Word và các chương trình khác rồi. Thì như vậy là chúng ta thấy đây là paragraph. Đến đây thì các bạn sẽ thấy là nó vẫn giống như là point text thôi, nhưng mà nếu mà tôi gõ tiếp này thì các bạn sẽ thấy điểm khác nhau rất rõ ràng, đúng không ạ? Nếu mà cái giới hạn của cái hộp text này mà nó hết rồi thì cái dòng text đang gõ của chúng ta nó sẽ bị tự động đẩy xuống dòng dưới mà không cần phải enter. Đấy. Thì đây là cái điểm mà khác biệt rất rõ giữa point text và dạng paragraph. Nếu như mà tôi gõ xong, tôi thoát ra ngoài thì các bạn quan sát ở trong cửa sổ layer, các bạn sẽ thấy là hai cái dạng text paragraph hoặc là point text thì nó đều rất giống nhau, không có gì phân biệt cả. Một cái layer chứa text chỉ đơn giản là nó có cái thumbnail là cái chữ T như thế này thôi, còn nó sẽ không phân biệt được đâu là point text, đâu là paragraph. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta chọn một layer text và chúng ta nhấp chọn công cụ T này, đấy, kích vào, thì kích vào cái thằng nào nó sẽ khai báo cái tình trạng của thằng đó.
Với một Poitec thì các bạn sẽ chỉ thấy một cái đường baseline, một cái đường gạch chân chạy dưới cái dọc chữ này thôi. Còn nếu mà chúng ta kích vào mà chúng ta lại thấy cái hộp text hiện ra thì đấy sẽ là dạng paragraph. Đấy, nó phân biệt là như thế. Thế thì về mặt nguyên tắc thì text là một cái dạng tài nguyên hay là một dạng tài liệu có thể hiển thị ở trong cái cửa sổ làm việc của Photoshop. Nó đóng hai vai trò. Đó, nó vừa là một cái dạng tài liệu nằm ở trong cửa sổ layer, do đó thì nó cũng có thể được thao tác giống như là những cái điểm ảnh hay là những cái đối tượng khác. Có nghĩa là chúng ta có thể co kéo, chúng ta có thể làm một số việc giống như các dạng tài liệu trước đó mà chúng ta đã giới thiệu. Tuy nhiên, bản thân nó thì gốc nó là text, do đó chúng ta có thể bôi đen, chúng ta có thể chỉnh sửa nội dung, chúng ta có thể là điều khiển nó giống như là với dạng tài liệu text. Đấy. Thế thì để mà thao tác với nó giống như là một một cái dạng tài liệu khác thì chúng ta có thể là nhấn lệnh Ctrl T chẳng hạn. Khi tôi nhấn Ctrl T thì cái hộp điều khiển nó sẽ xuất hiện, và bằng cách là co duỗi thế này thì tôi có thể thay đổi về mặt kích thước của cái hộp cũng như là text chứa bên trong. Nếu như mà tôi làm việc với lại cái đối tượng là paragraph text. Tuy nhiên, nếu mà tôi sử dụng không phải là lệnh Ctrl T transform mà tôi lại sử dụng cái công cụ nhập text này cơ, thì lúc này ngoài cái việc bôi đen để mà xử lý nội dung text, nếu như tôi bấm vào trong cái điểm điều khiển này mà tôi co hay tôi duỗi thì sao? Thì các bạn sẽ thấy là text của tôi nó sẽ co duỗi, nó sẽ đuổi chữ lên dòng trên nếu như tôi nới rộng ra, và nó ép chữ xuống dòng dưới nếu như mà tôi thu hẹp lại. Đó, có nghĩa là nó sẽ có một cái cách trình bày hết sức linh động tùy theo là cái hộp của tôi nó nới rộng ra hay là nó thu hẹp lại. Đấy. Thì trong trường hợp này thì nó chỉ thay đổi kích thước của cái hộp chứa mà nó không thay đổi cái size và cái kích thước của chữ được chứa bên trong. Tuy nhiên, đối với cái thằng này dạng Poitec thì chúng ta co duỗi thế này là nó chắc chắn là nó sẽ co duỗi kích thước. Đấy. Thêm một đặc điểm nữa là tô màu thì sao? Tô màu thì chúng ta có thể nhập màu từ ban đầu. Có nghĩa là chúng ta chọn màu lúc nhập text thì nó sẽ chịu luôn cái màu đó. Còn bây giờ chúng ta muốn chỉnh sửa, chúng ta sẽ bôi đen. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn một cái màu. Đó. Hoặc là chúng ta có thể là đặt chuột vào. Đó, thử xem nào. Thì không, riêng cái Poitec này thì các bạn sẽ không có làm được với cái cách là chỉ có đặt chuột vào nhé. Đặt chuột vào mới chỉ là chọn thôi. Nhưng một khi mà dấu nháy mà đã xuất hiện ở trong này thì buộc phải bôi đen thì nó mới nhận cái màu mới. Đấy, bôi đến đâu thì nó nhập màu mới vào cái đoạn đó, còn đoạn sau thì nó không liên quan. Tuy nhiên thì nếu mà muốn làm thay đổi màu của toàn bộ luôn thì chúng ta có thể làm như thế này. Các bạn tìm tới cái panel character. Nếu như mà chưa thấy nó nằm ở trong cái hệ thống Docker ở phía bên tay phải này thì các bạn có thể gọi nó theo cách là vào trong Windows và các bạn tìm tới cái bảng lệnh character ở trong này. Đấy. Thì nó sẽ mở bảng lệnh character và bằng cách là chọn cái layer nào đó, sau đó thì ở phần color này các bạn chỉ việc bấm vào đây, các bạn chọn cho tôi một màu, chọn xong thì nó tự động nó sẽ thay đổi màu của toàn bộ cái layer text đó. Tất nhiên cái này là nó sẽ thay đổi màu của toàn bộ layer, sẽ không có chuyện là một chỗ này màu đỏ, một chỗ này màu kia, trừ phi các bạn sử dụng cái thao tác là bôi đen thực sự cái chữ đấy và các bạn đổi sang màu khác, đấy thì nó mới có chữ chỗ màu đỏ chữ màu kia được. Một đặc điểm nữa của text là gì? Nó không làm việc với lại vùng chọn, nó không làm việc với các lệnh tô thông thường. Đây các bạn lưu ý, ví dụ vùng chọn nhé. À, trước tiên là nói về lệnh tô đã. Thì các bạn thấy rằng là khi mà tôi chọn một layer text, bất kể nó là dạng point text hay là paragraph text, thì
các bạn thấy là lệnh fill, lệnh stroke này ở đây là bị mờ hết đi, không khả dụng, nó sẽ không cho phép chúng ta sử dụng lệnh to với lại cái latex này, nó chỉ cho phép chúng ta đổi ở trong này. Đấy. Tuy nhiên chúng ta vẫn có một cái cách để mà tô tắt, đó là thiết lập một màu tiền cảnh hoặc hậu cảnh nào đó, sau đó chúng ta chọn layer mà chứa text muốn xử lý. Ok, ví dụ như là cái paragraph này, bây giờ tôi đang có màu tiền cảnh màu đỏ và màu ảnh màu xanh, bây giờ tôi nhấn phím Alt Delete thì tôi có thể là tô tắt bằng cái lệnh tô màu tiền cảnh đó cho cái khối text mà tôi chọn. Đấy. Mặc dù là lệnh tô này ở đây là không có nhé, không khả dụng, nhưng tôi vẫn có thể sử dụng lệnh tô tắt nó được. Bây giờ cũng tương tự như thế, tôi tô cho thằng này, thiết lập một màu khác đi, màu xanh này đi. Bây giờ Control Delete thì tôi lại tô được màu hậu cảnh cho cái khối text này. Đấy, như thế là chúng ta có thêm một cái phương pháp gọi là tô nhanh, tô bằng lệnh ẩn. Đó. Tuy nhiên là bây giờ tô được như thế rồi, các bạn sẽ thấy rằng là chẳng hạn như là tôi muốn tô một cái dòng chữ này mà một nửa màu nọ, một nửa màu kia chẳng hạn. Trong trường hợp này là sẽ không tô được. Thứ nhất là nó không chấp nhận vùng chọn. Thứ hai là lệnh tô của chúng ta cũng thực ra là nó không hề tồn tại. Cho nên là chúng ta sẽ không làm cách nào để tô được đấy được. Trừ phi chúng ta sẽ phải chấp nhận cái vấn đề là gì đấy ạ? Convert, biến đổi cái text này thành ra điều ảnh. Thì để thực hiện cái việc này thì chúng ta sẽ lại chuột phải vào trong cái layer chứa text. Sau đó thì các bạn chọn lệnh gì đấy ạ? Rasterize. Thì lúc đó nó sẽ biến đổi cái text của chúng ta thành vùng điểm ảnh. Và khi chúng ta có vùng điểm ảnh rồi thì chúng ta sẽ có thể tô được màu vào như thế này. Ví dụ bây giờ tôi muốn tô màu đỏ ở đây chẳng hạn, thì trước hết là tôi phải chọn một nửa dưới. Thứ hai là tôi phải khóa cái vùng gì đấy ạ? Tôi phải khóa cái vùng trong suốt lại để cho nó đừng tô ra phía ngoài cái text mà chỉ tô vào những cái vùng đang có màu này thôi. Và bây giờ ví dụ tôi nhấn Alt Delete để tôi tô màu tiền cảnh, thì lúc này tôi sẽ có gì đó, một cái chữ nửa xanh nửa đỏ như này, nhưng lúc này nó chỉ là hình chữ thôi, bản chất của nó thì nó là cái màu được tô vào trong cái điểm ảnh rồi. Đấy, nó không còn là text nữa, tôi không thể bôi đen, tôi sửa chữa về mặt phông chữ hay là lỗi chính tả hay cái gì đó rồi. Thế đối với thằng này cũng thế, đối với thằng paragraph text cũng thế, cũng không thể nào mà sử dụng được vùng chọn cũng như lệnh tô thông thường. Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái thao tác làm quen như thế này nữa. Đó là khi mà chúng ta có một cái dòng text dạng point hoặc là một dòng text dạng paragraph thì tôi có thể là chuyển đổi nếu cần giữa hai loại đó. Thế để chuyển đổi thì chúng ta sẽ chọn layer, sau đó thì chúng ta vào menu type này, tất cả những cái gì liên quan đến text thì nó sẽ nằm ở đây, và các bạn sẽ có một lệnh như thế này, lệnh convert point text. Hiện tại chúng ta đang chọn cái gì thì nó sẽ hiển thị cái ngược lại. Đấy. Đang là paragraph thì chúng ta sẽ có thể chuyển đổi nó sang thành point text. Đây ví dụ nhấp, sau khi làm xong các bạn đặt chuột vào thì các bạn thấy là cái hộp text ở bên ngoài biến mất và nó xuất hiện những cái gì đó, gạch chân ở cái khối text này. Và ngược lại, nếu bây giờ tôi đang có một point text thì tôi vào đây thì nó sẽ cho tôi cái lệnh là convert to paragraph text, bấm vào đây, và nếu như tôi lại sử dụng công cụ này tôi đặt vào thì các bạn lại thấy là có cái hộp text bao bên ngoài. Như vậy là chúng ta có thể linh hoạt chuyển qua chuyển lại giữa hai đoạn là point text và paragraph text. Thêm một vấn đề nữa là chúng ta còn có một cái lệnh là gì đây ạ? Create word path, có nghĩa là dựa trên cái hình hài của cái text này, chúng ta có thể bắt nó tạo ra một cái path. Đây.
Nào, chúng ta thử một cái dạng text thông thường nhé. Ví dụ như là area đi, rất là cơ bản đi. Đây. Create a path. Xem nào. Cái tình trạng bị can thiệp. Đây, bây giờ chúng ta làm lại nhé. Create a path này. Đây, các bạn nhìn thấy. Nó dựa trên gì đấy ạ? Nó dựa trên hình hài cái chữ. Nó sẽ tạo ra cái đường path mà chúng ta đã từng làm việc ạ. Và lúc này thì trong cửa sổ path này, các bạn sẽ nhìn thấy một cái đường path giống hệt như là cái chữ này. Đấy là một dạng nhé. Tạo ra thôi, nó có làm mất đi cái text của chúng ta không? Không nhá. Text vẫn còn nguyên, nó chỉ dựa trên hình hài của text để nó vẽ lại, nó tạo ra một cái path cho chúng ta thôi. Bây giờ chúng ta lại còn có thể thử nghiệm thêm một cái nữa, đó là trong menu type này chúng ta còn một lệnh nữa là convert to shape. Bấm vào đây thì nó sẽ chuyển đổi sang thành dạng shape layer cho chúng ta. Nhưng hãy nhớ là có sự khác biệt nhé. Một cái là create word path là nó chỉ dựa trên cái text và nó tạo thêm cái path cho chúng ta thôi, chứ nó không làm mất cái lớp text của chúng ta đi. Đấy, nhưng mà nếu mà convert to shape thì nó sẽ là chuyển đổi từ dạng text sang dạng shape đó. Đây, các bạn để ý. Sau khi mà tôi làm thì nó mất đi cái biểu tượng chữ T và nó xuất hiện cái biểu tượng gì đây ạ? Shape layer vào đây. Cái này không còn là text nữa, mà chúng ta chỉ có thể là làm một chiều thôi, từ text biến đổi nó sang thành cái gì, nhưng không từ cái gì mà biến đổi ngược lại thành text được nhá. Trừ phi là các bạn sử dụng cái lệnh gì đấy ạ, Ctrl Alt Z lùi lại trước khi mà các bạn làm đó, chứ còn nó sẽ không có cái cách nào để các bạn biến đổi. Và kể cả text này, các bạn nếu mà chuột phải vào đây, các bạn có thể chọn nó là gì đấy, Convert to Smart Object. Convert to Smart Object thì bản chất nó là biến đổi về điểm ảnh, và sau đó thì nó lại bảo vệ cái thông tin đó dưới dạng Smart Object. Và nếu như chúng ta convert thành Smart Object thì chúng ta cũng không convert ngược từ Smart Object thành text được. Đấy. Đó là cái thao tác mà chuyển đổi. Bây giờ chúng ta xem thêm một cái trạng thái nữa, đó là gì ạ? Chiều của text. Thông thường thì chúng ta thấy là chữ viết được viết từ bên trái sang bên phải, từ dòng trên xuống dòng dưới. Đấy là cách viết quen thuộc của chúng ta theo cái kiểu viết của bộ chữ Latin. Thế nhưng mà nếu mà cần thiết thì chúng ta cũng có thể đổi chiều, hoán đổi nó đi là viết từ trên xuống dưới và viết từ cột phải sang cột trái. Đây, các bạn quan sát. Tôi chọn một paragraph text hoặc là một thoi text. Sau đó thì các bạn lưu ý như sau. Chọn công cụ text. Và lúc này các bạn nhìn lên trên thanh option, các bạn sẽ thấy có một cái biểu tượng chữ T, có hai mũi tên, một mũi tên từ trên hướng xuống dưới và một mũi tên là từ trái sang phải. Hiện tại bây giờ chúng ta đang để cái chữ này theo chiều ngang. Đó, nếu như bây giờ tôi bấm vào đây thì các bạn sẽ có gì đây ạ? Một cái sự đổi chiều. Và đang từ chiều ngang thì nó sẽ dựng lại theo chiều dọc. Nó viết từ trên xuống dưới và nó sẽ chuyển đổi từ cột phải sang cột trái. Đây, thằng này cũng thế. Text, bấm vào biểu tượng này. Tuy nhiên là ở đây các bạn sẽ thấy là nó có một chút vấn đề. Là gì đấy ạ? Cái hộp của chúng ta nó bị bé, cho nên là nó không đủ chỗ. Đấy, còn nếu mà chúng ta nới nó đủ ra thì nó sẽ xếp đúng theo chiều mà chúng ta yêu cầu. Tại vì nó đang là paragraph mà. Đến lúc mà nó không đủ chỗ thì nó buộc phải đẩy sang chiều ngang. Đấy, còn nếu đủ chỗ thì nó sẽ sắp xếp đúng theo chiều dọc cho chúng ta. Thế và chuyển đi chuyển lại rất là dễ thôi. Đây, các bạn cứ bấm vào đây.
bấm vào đây là nó sẽ chuyển qua chuyển lại cho chúng ta. Như vậy là tôi biết thêm một cái vấn đề nữa là ngoài cái việc có thể chuyển đổi giữa hai dạng text là point text và paragraph text sang lẫn cho nhau, thì tôi còn có thể chuyển chiều là một cái chữ dọc hoặc là một chữ ngang nếu như tôi muốn. Thì đó là những cái thao tác rất rất cơ bản. Đến đây thì chúng ta xem thêm một vài cái vấn đề nữa trong text. Ví dụ như là cửa sổ character này thì nó giúp chúng ta làm những cái gì? Thì ở đây thì nó hỗ trợ chúng ta một số thứ rất là cơ bản thôi. Ví dụ như là thay đổi về kiểu chữ này, thay đổi về định dạng. Ví dụ như là chúng ta sẽ có những cái dạng phông mảnh này, phông nghiêng này, phông béo này, phông béo nghiêng này, rồi thì phông động. Thì các bạn có thể là thay đổi những cái định dạng đó bằng cách là vào cái danh sách này và các bạn chọn nó. Cái này thì các bạn làm ở trên thanh option cũng được. Tuy nhiên option thì nó bị giới hạn, nó cho phép chúng ta can thiệp vào một số thứ rất là cơ bản thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn can thiệp nhiều, can thiệp sâu thì chúng ta buộc phải can thiệp ở trong cái bảng character này thì nó mới đủ với tùy chọn chúng ta. Ở đây thì nó cung cấp được nhiều thứ hơn. Ví dụ như là chúng ta có ngoài cái kiểu chữ này, rồi định dạng này, rồi size này, thì đến đây thì hai cái chỗ thanh option hay là cái bảng character này giống nhau. Tuy nhiên những cái đống ở dưới này thì là nó nhiều hơn. Đó là gì ạ? Khoảng cách giữa các dòng, hay là chúng ta gọi là leading. Đây ví dụ bây giờ tôi ép cái hộp này vào đây, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái chữ này của chúng ta nó đang bị thành hai dòng, đúng không ạ? Và bây giờ nếu như mà tôi thay đổi cái leading này thì tôi có thể làm cho cái khoảng cách giữa các dòng này nó tăng lên hay nó giảm đi. Bất kể là paragraph hay là point text thì đều điều chỉnh được như thế này. Thông thường thì chúng ta sẽ có cái định dạng là auto. Auto thì nó sẽ dựa vào phông chữ gốc là cái gì, size là bao nhiêu, nó tự động tính toán một cái khoảng cách hợp lý. Còn nếu chúng ta muốn cho nó gần lại thì chúng ta sẽ giảm cái tham số này đi, còn muốn giãn ra thì chúng ta cho tham số lớn lên. Trường hợp thứ hai là gì ạ? Cái gọi là khoảng cách giữa các ký tự đó, hay là chúng ta gọi là tracking. Tracking thì là nó sẽ giúp chúng ta là làm giãn rộng khoảng cách giữa các con chữ ra hay là thu hẹp lại. Bình thường thì nó sẽ là tham số là 0 thì chữ nó sẽ được trình bày thế này. Nếu như mà tôi cho tham số âm thì nó sẽ sát sàng sạt vào nhau như thế này. Còn nếu mà tôi cho tham số dương thì nó sẽ giãn rộng ra. Đấy, bình thường là không nhá. Chúng ta còn có một cái tương đối đặc biệt nữa, nó gọi là kerning between two character. Trường hợp này là trường hợp rất là đặc biệt. Cái kerning này thì nó giãn là giãn đều toàn bộ cái khối text. Thế còn nếu mà chúng ta lại muốn giãn khoảng cách hoặc là thu khoảng cách của một cái nào đó cụ thể thì các bạn chỉ việc là gì ạ? Đặt cái trỏ chuột vào trong khoảng cách giữa hai ký tự. Ví dụ như là tôi thấy là cái khoảng cách này tôi thấy nó rộng. Cái chữ text này thì chữ E thì bản thân nó tròn, chữ X thì nó lại có một cái lõm ở trong, cho nên khoảng cách giữa cái này là tôi cảm giác là nó hơi bị rộng. Tôi muốn là thu nó lại thì tôi sẽ chỉ đặt cái trỏ chuột vào đây thôi. Sau đó thì tôi mới sổ danh sách này ra và tôi ví dụ tôi cho nó âm lại chẳng hạn. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ chỉ thu khoảng cách giữa chữ E và chữ X như thôi. Còn lại tất cả các chữ khác là nó sẽ giữ nguyên, không có đổi thay về mặt khoảng cách. Đấy, thì cái này nó chỉ xử lý từng khe văn bản một, chứ không phải là cả khối. Đấy, để trỏ chuột vào đâu thì nó sẽ chỉnh khe đó. Bây giờ tôi cho nó rộng ra này, đấy thì các bạn thấy rằng là tất cả các chữ vẫn bình thường, nhưng mà riêng chữ E và chữ X này thì đang bị đẩy rộng ra. Thì đấy là cái phần kerning between two character, tức là điều chỉnh khoảng cách giữa hai ký tự thôi. Thế trường hợp nữa là chúng ta điều chỉnh tỷ lệ
rộng và cao của các cái ký tự. Đây là chiều cao, đây là chiều rộng. Mặc định thì nó để là 100%, nhưng nếu các bạn điều chỉnh cái này thì nó sẽ làm cho chữ cao hơn hoặc thấp hơn. Tất nhiên điều chỉnh này có thể làm được, nhưng mà lời khuyên thì lại là cố gắng đến mức tối đa là không điều chỉnh cái này. Tại vì thực ra mỗi một cái bộ chữ khi mà ra đời thì đấy là một cái công việc làm rất là tốn công sức của cái người thiết kế bộ chữ, và thực ra nó là một cái sản phẩm hoàn chỉnh, một tác phẩm hoàn chỉnh của người ta. Bất cứ một cái sự thay đổi nhỏ đó trong đó thì nó đều làm cho mất đi cái tính chất nguyên gốc của cái bộ chữ. Và nếu như các bạn cần một cái chữ béo hơn để đặt vào một cái chỗ rộng, hoặc là cần một cái chữ gầy hơn để đặt vào một cái khoảng hẹp chẳng hạn, thì tốt nhất chúng ta nên tìm một cái phông chữ phù hợp để mà làm, thay vì việc là bóp méo cái phông chữ đang sử dụng đi. Thế còn vài cái tham số khác, ví dụ như là cái Bezier line thì tôi đã nói với các bạn rồi. Đấy chính là cái đường gạch chân lúc ban đầu của text. Tất cả các cái text này nó sẽ nằm trên cùng một cái đường cơ sở đó. Thế và nếu như mà chúng ta gia giảm cái tham số Bezier line thì nó sẽ làm cho cái text của chúng ta nó được nâng lên hay là bị hạ xuống so với cái đường Bezier line căn bản đó. Đấy. Thế còn màu thì vừa nãy chúng ta đã nói rồi, đúng không? Ngoài ra chúng ta còn một số định dạng nữa, ví dụ như là false bold này, rồi false italic này, rồi all cap này, small cap này, superscript, subscript, underline, rồi style. Thì những cái này là nó sẽ cho chúng ta thêm một số định dạng. Ví dụ như là false bold này thì nó sẽ làm cho chữ bold hơn nữa, đúng không? Béo hơn nữa. Ví dụ false bold vừa kết hợp nghiêng này, hoặc giả chúng ta có thể bấm vào cái này để chúng ta bắt nó chuyển hết từ chữ thường thành chữ hoa, hoặc là như thế này thì chúng ta sẽ có là một cái dạng chữ viết hoa cả, nhưng mà nó sẽ có cái chữ đầu tiên là sẽ to hơn đấy. Hoặc chúng ta viết thêm một số dạng nữa, trong một vài trường hợp nó đặc biệt tôi cần một cái công thức chẳng hạn A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương gì đó, thì chúng ta sẽ viết bình thường như thế này đó. Sau đó thì các bạn muốn format nó thành các cái tham số thì các bạn lại phải bôi đen, và sau đó thì các bạn chọn thế đấy ạ. Các bạn chọn cái định dạng cho cái mã số đó thì nó sẽ lên thành số mũ ở trên, đúng không? Hoặc là nếu như mà bây giờ bạn lại viết một cái công thức hóa học chẳng hạn, H2, ví dụ như là các bạn viết công thức là H2SO4 chẳng hạn. Đấy thì cái tham số này thì nó sẽ phải là hạ xuống, thì chúng ta lại chọn cái này, đúng không? Bôi đen những cái chúng ta cần và hạ nó xuống thành chỉ số chân ở bên dưới như thế này. Đấy thì chúng ta sẽ viết được các công thức toán học hoặc hóa học gì đó khi mà chúng ta format cái này. Thế còn chữ gạch chân và chữ gạch xuyên qua thì rất là đơn giản rồi, cái này tôi sẽ không phải nói nữa. Ngoài ra thì các bạn còn có một cái là paragraph thì sẽ giúp các bạn format một cái khối text nó sẽ kỹ hơn. Ví dụ như là gióng trái, gióng phải, gióng giữa, rồi thì các dạng justify, căng đều hết cả ra, rồi thì đẩy lề trái vào bao nhiêu, đẩy lề phải vào bao nhiêu, cách đỉnh bao nhiêu, cách đáy bao nhiêu, rồi thụt lề cho cái dòng đầu tiên của khối văn bản là bao nhiêu, thì tất cả nó đều có thể là điều chỉnh rất là dễ trong cái hộp này, chỉ cần các bạn xử lý cái thao tác ở đây thôi. Đây bây giờ ví dụ như là chúng ta xem thử nhá, tôi lấy một cái văn bản ở đó, ví dụ như là lấy một cái văn bản đây. Bây giờ chúng ta lấy một cái văn bản mẫu, à để xem nào, thằng này nó đã hỗ trợ chưa.
Đây, chúng ta sẽ sử dụng cái này. Đây là một cái tính chất tương đối là mới. Các bạn xem, khi mà chúng ta trình bày một cái thiết kế nào đó mà lại chưa có một cái nội dung cụ thể, mà tôi vẫn cần một cái đoạn text để mà trình bày, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta được bổ sung thêm một cái tính năng này. Và menu type này, và các bạn chọn cho tôi một cái lệnh rất là đặc biệt, đó là paste lorem ipsum. Đây là cái phương thức để cung cấp cho chúng ta một đoạn văn bản trông thì rất giống văn bản bình thường nhưng mà chẳng có nghĩa gì cả. Đấy, để chúng ta có được một cái mẫu văn bản để chúng ta trình bày thử xem cái khối văn bản đó nó sẽ làm như thế nào. Đấy, các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái lượng văn bản và chúng ta thay vì việc là phải tự ngồi gõ hoặc là tìm kiếm ở đâu đó, thì nó cung cấp cho chúng ta một cái đoạn văn bản gọi là demo đó, một cái đoạn văn bản ví dụ như thế này, trông rất giống văn bản nhưng mà nó thực ra nó không có ý nghĩa gì hết, nó phối trộn với nhau theo một cái công thức đủ để trông giống những các từ nhưng mà lại đều là không có nghĩa. Thì chúng ta có thể là sử dụng cái này để mà chúng ta ví dụ khi mà chúng ta minh họa một cái đoạn văn bản đó nhưng mà lại không có nội dung thật ở trong tay. Thế và bây giờ khi mà tôi có một cái văn bản như thế này rồi, tôi xử lý lại nhé, cho kích thước nó vừa phải thôi. Đây các bạn quan sát văn bản của tôi đây. Bây giờ tôi điều chỉnh một chút. Ví dụ tôi cho một vài chỗ xuống dòng đây. Đây, các bạn nhìn thấy khối văn bản tôi đây. Và bây giờ nếu như mà chúng ta điều chỉnh nó bằng cái paragraph, thì các bạn sẽ thấy là có mấy cái như này. Chẳng hạn như là tôi dịch cái lề phải vào. Đấy nhá, chúng ta để thử cái thước ở đây để chúng ta quan sát. Nếu như mà tôi đặt cái này, tôi cho ví dụ 10. Đấy, các bạn nhìn thấy rõ chưa? Cái thước xanh này chính là cái lề gốc của nó. Nhưng mà ở cái cột này mà tôi để là 10 thì nó sẽ lùi cả cái khối văn bản, cả cái lề trái lùi vào bao nhiêu đó, đúng không? Đây lề phải này, bây giờ ví dụ như là tôi lại làm lại này, bỏ thằng này đi. Đấy, bây giờ ví dụ như là tôi bắt cái thằng này lề phải này 10 này, thì nó lại ép chữ, nó đẩy, nó cách lề phải bao nhiêu đó. Đó, tương tự như thế, ví dụ như là bây giờ tôi cho thụt dòng đầu tiên này, thì các bạn sẽ thấy các ký tự của đầu dòng sẽ bị thụt. Tất cả mọi thứ các bạn nhìn thực ra rất là rõ ràng, đúng không? Minh họa rất rõ, các bạn có thể là thực hiện được những cái thao tác này rất là nhanh. Thì đấy là các cái thao tác liên quan tới paragraph. Đấy, character thì chúng ta vừa mới nói rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem còn cái gì với layer, với cái dạng text này nữa không nào. Sharp này, path này, convert giữa các loại này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ giải quyết thêm mấy vấn đề như thế này. Đó là biến dạng, làm biến dạng một cái khối text. Đây, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái ví dụ như thế này. Bây giờ tôi chọn cái dòng text, có thể là point text hoặc là paragraph text. Bây giờ tôi sẽ làm biến dạng như sau. Bấm chọn công cụ, bấm chọn layer. Đó. Sau đó thì nhìn lên trên thanh option. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy có một cái biểu tượng, cái text chữ T nghiêng nghiêng. Ở dưới chân của nó có một cái đường path. Bằng cách là bấm vào đây, tôi sẽ mở ra được một cái
một cái hộp thoại có tên là Raptex và cái style hiện tại đang là 5. Bấm vào cái danh sách này, tôi sẽ có một loạt các cái tùy chọn khuôn mẫu làm biến dạng. Sau đó thì tôi bấm vào một kiểu nào đó thì các bạn sẽ nhìn thấy cái text của chúng ta nó sẽ bị biến dạng theo cái khung mẫu mà chương trình đã cho. Chúng ta có mấy cái tùy chọn như sau. Thứ nhất là hai tùy chọn là Horizontal hoặc là Vertical, thì chúng ta sẽ thiết lập là nó biến dạng theo chiều ngang hay là chiều dọc. Đây, bằng cách như thế này thì chúng ta có thể là tạo được ra những cái biến dạng phù hợp. Thế còn phần Bands này, Horizontal Distortion và Vertical Distortion, thì sẽ giúp chúng ta là thiết lập các tham số điều chỉnh để cho nó biến dạng nhiều hay ít. Ví dụ như là tôi chọn cái app này, thì bây giờ nếu mà tôi cứ càng kéo sang phải thì nó càng cong lên phía trên như thế này. Còn nếu mà tôi kéo sang trái thì nó sẽ cong theo cái chiều ngược lại, tức là cong võng xuống dưới. Ví dụ như thế. Trường hợp mà bằng không thì là chữ nguyên vẹn, không bị thay đổi gì cả. Còn cái con trượt Horizontal Distortion này chẳng hạn, nếu mà tôi kéo sang đầu bên nào thì đầu đấy của text nó sẽ được làm to ra. Tất nhiên là nó sẽ có cái tính chất liên quan đối với đầu ngược lại. Đầu này to ra bao nhiêu thì đầu đối diện nó sẽ thu nhỏ bấy nhiêu. Nếu mà tôi đã làm cho đuôi chữ lớn lên bao nhiêu thì cái đầu chữ sẽ phải to sẽ phải nhỏ lại bấy nhiêu. Hoặc ngược lại, nếu tôi kéo sang bên này thì đầu bên bắt đầu dòng chữ to bao nhiêu thì cái đuôi text này nó sẽ phải thu lại bấy nhiêu. Thế còn trường hợp tiếp theo là Vertical Distortion, thì chúng ta sẽ làm cho gì đấy ạ? Đỉnh chữ xòe ra và chân chữ thoát lại nếu kéo sang bên trái. Còn nếu mà tôi kéo sang bên phải thì lại ngược lại, là đỉnh chữ thoát lại và chân chữ thì xòe ra. Thì đấy là những cái thao tác mà chúng ta có thể làm đối với một cái text. Sau khi chúng ta điều chỉnh xong yêu cầu, thế còn những thứ còn lại nó tương tự như thế. Các bạn chọn kiểu và sau đó các bạn trượt cái con trượt để mà điều chỉnh view cho tới khi nào mà các bạn cảm thấy hài lòng thì các bạn nhấp OK, chấp nhận cái sự thay đổi đó. Thế sau khi mà chúng ta làm thay đổi rồi thì có cái gì biến đổi ở trong cái cửa sổ layer này không? Các bạn quan sát này, một cái layer text thông thường mà không bị thay đổi thì nó sẽ làm sao đây ạ? Nó sẽ có chữ T thẳng như này. Còn cái chữ mà đã bị biến dạng thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ có chữ T méo méo như thế này. Muốn thoát ra khỏi cái chế độ này thì chúng ta sẽ làm như sau. Chọn layer, chọn công cụ. Khi nào hiện lên cái biểu tượng này ở trên thanh option, bấm vào nó và chúng ta sổ danh sách ra, chúng ta khôi phục nó trở về 5. Khi chọn về 5, nhấp OK thì nó không bị biến dạng nữa và đồng thời nó khôi phục lại cái tình trạng là chữ T thẳng thắn như thế này. Thế đấy là cái thao tác convert biến dạng một cái text theo cái khuôn mẫu cho sẵn. Thế đến đây chúng ta mới làm quen thêm các công cụ còn lại. À đây, chúng ta sẽ xem thử xem là cái khối văn bản thì như thế nào nhé. Type này, convert to paragraph này. Và bây giờ chúng ta sẽ xử lý tiếp như sau. Dài quá, chúng ta làm lại cái này. Đây, một khối văn bản này định dạng vừa phải thế này và chèn lorem ipsum vào đây. Đây rồi, chúng ta có cái khối văn bản rồi. Bây giờ tôi có thể biến dạng cả cái khối này không hay là chỉ một dòng thôi? Thì đây, chúng ta chọn layer chứa cái khối văn bản paragraph, cũng chọn công cụ, cũng bấm vào đây làm cho nó biến dạng đi. Ví dụ tôi muốn làm cho nó hiển thị giống như là một cái cờ chẳng hạn. Đây, thì các bạn cũng nhìn thấy là cái khối văn bản cũng có thể được uốn cả khối chứ không riêng gì là một cái paragraph, không riêng gì một cái point text. Đây, cách thức làm việc là như thế.
Thì đến đây chúng ta sẽ làm quen thêm ngoài cái dạng tách bình thường, đúng không? Là chúng ta có tách theo chiều ngang. Thì bây giờ tôi nhập tách theo chiều ứng thì tôi có thể nhập bằng công cụ này. Đây các bạn xem này. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy rằng là chữ của tôi nó sẽ được viết theo chiều đứng. Và bây giờ nếu viết thêm nữa thì sao? Nếu mà Enter nữa thì sao? Enter nó sẽ sang dòng bên phải. Đấy. Đây là cách để chúng ta nhập vào. Còn tất nhiên là các bạn có thể làm nhanh hơn bằng cách là viết chiều ngang xong các bạn convert chuyển đổi nó sang thành chiều đứng. Đấy, còn nếu mà nhập ngay từ đầu nhập đứng thì chúng ta sẽ làm như thế này. Ở đây chuyển lại, đúng không? Chuyển qua này, chuyển lại này, chuyển ngang, chuyển dọc. Đấy. Thì thực ra các bạn chỉ cần dùng một cái thôi cũng đủ rồi. Dùng cái ngang xong các bạn convert nó sang dọc cũng được. Thế còn hai cái loại này là cái gì? Cũng là một cái chữ ngang, một cái chữ dọc, nhưng cái này thì hơi khác đó nhá. Đó là nó nửa là chữ khi mà chúng ta nhập nội dung, nhưng sau khi nhập nội dung xong thì nó lại biến thành vùng chọn. Các bạn biết rồi, lúc đầu tiên chúng ta nói là cái văn bản thì nó lại không chấp nhận làm việc với vùng chọn. Do đó nếu như mà chúng ta cần làm việc với một cái thao tác nào đó quen thuộc làm việc với vùng chọn chẳng hạn, thì chúng ta thường là phải làm sao đấy ạ? Giữ control, chúng ta biến đổi cái này thành vùng chọn, sau đó thì lại tạo ra một layer nào đó mới để chúng ta có thể là làm việc với layer đó bằng vùng chọn. Sau đó thì tôi hoặc là tắt nó đi hoặc là xóa bỏ cái dòng text này đi. Như thế là có nghĩa là chúng ta phải làm rất là nhiều thao tác để bỏ cái dòng chữ đi, để chúng ta lấy được cái vùng chọn có hình chữ. Thế thì bây giờ thay vì việc là phải gõ chữ rồi convert nó sang, tải cái vùng chọn nó lên rồi thì xóa bỏ hoặc là giấu cái layer text đi, thì thay vì thế chúng ta sẽ trực tiếp tạo ra cái vùng chọn hình chữ luôn. Đây, chúng ta sẽ làm như sau. Chọn công cụ, sau đó thì chúng ta nhấp chuột vào đây. Các bạn lưu ý một chút trước và sau khi mà tôi nhấp chuột nhé. Đây, click. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái con chuột này bắt đầu nhấp nháy, nhưng mà chúng ta thấy có một cái màu đang được phủ vào trong cái cửa sổ của chúng ta. Bây giờ tôi nhập text này. Ok, có đúng text không ạ? Có đúng không? Gõ ra đâu ra đến đấy. Mà bây giờ kể cả trường hợp là tôi thích đổi phông, tôi bôi đen thế này, tôi đổi sang phông khác, không thích area nữa, trông nó bình thường quá. Chuyển sang một cái dạng khác, ví dụ như là tôi chuyển sang Futura đi, ví dụ thế. Nó cũng đổi phông cho tôi. Ok, thế này thì đúng là chữ rồi còn gì nữa. Nhưng mà mọi chữ sự sẽ thay đổi khi mà tôi thoát ra khỏi công cụ này. Tôi bấm chuyển sang công cụ khác, thoát ra khỏi cái này. Các bạn sẽ không thấy dấu vết của text đâu nữa, mà các bạn chỉ nhận được một cái vùng chọn có hình dáng text. Bây giờ các bạn tô màu, các bạn vẽ vời vào đây, nhưng không thể dùng công cụ text để mà bôi đen, để mà sửa nội dung hay làm việc với text nữa. Thì nó cung cấp cho chúng ta vùng chọn thôi. Và cái cách làm như thế này thì các bạn có thể là làm với vùng chọn hình đứng hay vùng chọn hình ngang, thì tùy chọn vào công cụ này thôi. Đấy. Thế còn lý do mà tại sao mà các bạn nhìn thấy cái màu mà phủ nhẹ lên trên cái cửa sổ của chúng ta lúc mà chúng ta làm việc ấy, thì nó phụ thuộc vào cái này. Tôi giải thích thêm một chút. Đấy là một cái chế độ ở trong Photoshop, nó gọi là chế độ Quick Mask. Trước đây thì đây là một cách làm việc rất là cổ điển ở các phiên bản rất thấp, nhưng mà bây giờ nó vẫn cứ tồn tại, nó vẫn cho phép chúng ta làm việc theo cách đó. Đây các bạn nhìn cái ví dụ như thế này để các bạn hiểu này. Ví dụ như là tôi có một cái hình như thế này. Bây giờ tôi muốn tạo cái vùng chọn xung quanh con vịt. Tất nhiên là chúng ta có những cái cách rất là nhanh để chúng ta làm, bằng cách là chúng ta chọn hết cái nền này, xong chúng ta tạo ngược lại thì chúng ta sẽ chọn được con vịt thôi.
ví dụ như thế. Nhưng ở đây thì tôi muốn làm một cái ví dụ bằng cái chế độ quick max cho các bạn xem. Chẳng hạn như là tôi chọn một cái vùng chọn như thế này đó. Bây giờ tôi muốn là chỉnh sửa nó thì Photoshop cung cấp cho chúng ta một cái phương pháp làm việc như sau. Đó là các bạn bấm vào cái biểu tượng quick max hoặc là các bạn nhấn phím Q trên bàn phím thì các bạn sẽ thấy rằng là cái chỗ mà tôi chọn đấy thì nó sẽ có màu bình thường, còn cái chỗ nào chưa được chọn thì nó sẽ có màu, một cái màu nó phủ lên trên. Bây giờ chúng ta có thể xử lý bằng cách rất là dễ dàng, nhẩn nha mà làm, đó là sử dụng công cụ bút và công cụ tẩy đấy, để chúng ta chỉnh sửa, chúng ta xử lý. Ví dụ như là tôi dùng công cụ tẩy, tôi tẩy bớt cái này đi. Đây, các bạn nhìn thấy khi tôi tẩy đến đâu, sau đó thì tôi nhấn lại phím Q hoặc là tôi bấm lại vào cái này thì các bạn sẽ thấy là vùng chọn nó sẽ được làm to ra đó. Đây là một cách để mà chúng ta chỉnh sửa một cái vùng chọn. Đây. Thế còn nếu mà chỗ nào mà bị chờm ra ngoài quá thì chúng ta lại lấy gì đây ạ? Chúng ta lấy bút, chúng ta tô lại vào đây. Thì khi tô đến đâu thì chúng ta sẽ lại khôi phục cái vùng chọn nó về đó. Thế đấy là cái cách để mà chỉnh sửa vùng chọn theo cái chế độ quick max. Cách này sẽ giúp cho chúng ta chỉnh rất là kỹ. Tại vì sao? Sai đến đâu sửa lại đến đấy được, đúng không? Có thể vẽ thêm, có thể tẩy đi, có thể vẽ thêm tẩy đi cho đến khi nào mà nó thật là hoàn hảo. Đây không phải là một cách hay, cách tiện, nhưng mà nó cho phép chúng ta là cứ nhẩn nha làm cho đến khi nào mà hài lòng thì thôi. Đấy. Thì đấy là lý do cái quick max là nó báo cái khu vực nào là vùng chọn và cái khu vực nào là cái vùng không chọn. Thế và để mà can thiệp vào đây thì các bạn sẽ thấy là thực ra mặc định của máy các bạn ấy nó không phải màu xanh như của tôi mà nó sẽ là màu vàng, nó sẽ là màu đỏ đấy, màu đỏ nhạt. Thì chúng ta nhấp nút vào đây chúng ta sẽ can thiệp được vào cái đó, đó là quick max option. Thì trong này chúng ta sẽ thấy có hai cái chế độ này, đó là max A và selected A. Nếu mà max A thì là cái chỗ có màu sẽ là cái khu vực không được chọn, còn cái chỗ nào mà nhìn rõ thì là cái chỗ đó là chỗ được chọn. Còn nếu mà tôi đổi sang thành selected A thì cái chỗ nào mà được chọn thì sẽ có màu, chỗ nào không được chọn thì không có màu. Và cái màu mà được để ý bình thường theo máy của các bạn nó sẽ là màu đỏ. Về mặt nguyên tắc, màu đỏ là cái khu vực màu dễ nhìn. Nhưng tại sao trên trường hợp máy tôi nó lại là màu xanh? Tại vì nếu mà tôi để màu đỏ ấy thì các bạn sẽ thấy là đến lúc mà tôi chọn vào cái mỏ này nó cũng đỏ, tôi không phải biết được là tôi sẽ chỉnh đến đâu. Đấy, đây ví dụ chúng ta nhấn Q này thì các bạn sẽ thấy là đỏ trên đỏ này rất khó nhìn. Vậy thì tôi buộc lòng tôi phải đổi sang một cái màu khác làm sao cho nó dễ hình dung ra để mà tôi có thể biết được là tôi vẽ đến đâu. Đấy, màu thì hoàn toàn chúng ta có thể là chỉnh sửa được. Đấy, và nó còn cho phép chúng ta thiết lập là gì đấy ạ? Opacity. Cái này là bao nhiêu phần trăm? Tôi không thích là 50%, tôi cho 30% cũng được. Thì lúc đó nó sẽ làm sao đấy ạ? Nó sẽ mờ hơn, có thể nhìn xuyên qua dễ hơn được. Đấy, những cái đó là chúng ta có thể là điều chỉnh được. Tất nhiên đây là đi ra ngoài lề một tí. Tại vì sao? Tại vì tôi cần phải giải thích với các bạn là cái chữ khi mà tôi đánh vào đây bằng cái công cụ là max này thì tại sao nó lại xuất hiện gì đây ạ? Tại sao nó lại xuất hiện hoặc là cái màu như thế này hoặc là cái màu như thế kia? Đây, bây giờ chúng ta lại phải điều chỉnh lại cái chế độ để về chế độ vừa nãy max A thì các bạn sẽ nhìn thấy là gì đấy ạ? Cái chỗ mà không phải chữ thì nó sẽ bị phủ một cái lớp màu, và vì thế. Thế đến đây chúng ta biết thêm được cái cách để làm ra một cái vùng chọn hình chữ. Và bây giờ chúng ta nói thêm hai thứ nữa. Đó là gì? Nào, bây giờ chúng ta nói thêm đó là đưa văn bản vào trong một đường dẫn. Bình thường ra chúng ta sẽ có một cái khối văn bản paragraph hoặc là point text thì nó đều chạy theo đường ngang,
đó. Tất nhiên thích thì chúng ta cũng có thể đánh theo đường dọc, nhưng mà dù ngang hay dọc thì nó vẫn là thẳng thớm. Đấy, bây giờ tôi chán những cái mà thẳng thớm đó rồi, nghiêm túc đó rồi, tôi muốn phá cách gì và tôi làm cho nó bay lượn, làm cho nó uốn néo theo một cái phong cách, theo một cái style khác, thì tôi sẽ làm như thế nào để tôi có được cái dòng chữ đó. Tất nhiên là cái cách vừa nãy là chúng ta làm với lại cái tách wrap này là cũng đã uốn được cái tách rồi chứ không phải là không. Tuy nhiên là cái đó nó bị hạn chế bởi cái khuôn mẫu mà Photoshop cho. Tôi muốn uốn theo một cách khác có được hay không thì cái khuôn nó chỉ cho như thế thôi. Tất nhiên là nó vẫn có những con trượt để chúng ta gia giảm tham số, nhưng dù sao đi nữa vẫn là phá phách trong khuôn khổ, đúng không? Chứ không phải là phá phách theo kiểu của tôi. Do đó thì tôi muốn là làm một cái gì đó khác đi, và lúc này tôi sẽ sử dụng tới sự trợ giúp của công cụ pen với cái đường path để mà tôi tạo một cái chỉ dẫn cho cái dòng chữ nó sẽ uốn éo theo một cái cách mà tôi muốn. Thế thì tôi sẽ sử dụng cái công cụ pen này, tôi vẽ ra một cái đường path như thế này chẳng hạn. Sau đó, sau khi có path rồi thì tôi làm cái gì? Tôi sử dụng công cụ text. Đó, tôi sử dụng công cụ text. Tôi đặt nó vào đây. Các bạn để ý nhé, khi mà chưa chọn gì cả thì nó sẽ có một cái biểu tượng của công cụ text là một cái dấu nhắc như thế này, nằm ở trong một hình chữ nhật đứt đoạn. Nhưng nếu mà tôi đặt sát vào trong cái đường path này, tôi kích chuột một cái thì bắt đầu nó xuất hiện dấu nháy, nó bám vào trong cái đường path. Và bằng cách như thế này thì tôi có thể đấy, tôi có thể bắt một cái khối chữ, một cái khối văn bản, một cái đoạn văn bản nó chạy theo cái đường dẫn của nó. Thì cái khuôn như thế này thì trong Photoshop thông thường làm gì có, đúng không? Đây là do chúng ta tự tạo ra, và nếu muốn thì chúng ta có thể điều chỉnh, đúng không? Điều chỉnh ở đây thì chúng ta sẽ có thể là điều chỉnh vào path. Khi mà tôi bấm vào trong path như thế này và tôi điều chỉnh nó D thì cái path của tôi nó chạy như thế nào thì cái chữ của tôi nó sẽ chạy theo như thế. Lúc này thì cái đường path này nó sẽ đóng vai trò như là cái đường ray, còn chữ của chúng ta như là đoàn tàu, nó sẽ chạy trên đó. Đây ví dụ tôi đặt này, đây là mũi tên trắng này, đặt sát vào đây khi nào thấy cái dấu nháy này và cái mũi tên đen đen, tôi có thể là đẩy cho text nó chạy đi đó, hoặc là kéo cho nó chạy lại, hoặc là lật nó xuống. Như thế là chúng ta có được một cái cách làm việc hết sức linh hoạt, và bằng cách là điều chỉnh cái đường path của chúng ta sẽ làm cho text nó chạy theo bất cứ kiểu nào chúng ta muốn. Thế đấy là cách để gán text vào đường path. Mà đường path này của chúng ta là đường path hở. Đường path kín thì sao? Đây ví dụ tôi chọn một cái đường path kín, tôi thích nó là chạy theo một cái cách là chạy theo một giọt nước này chẳng hạn, hay là một hình vầng trăng, hay là một ngôi sao, cách nào cũng được. Đó, sau khi chọn được rồi tôi chọn là gì đây ạ? Path. Tôi vẽ ra một path mới đây, và sau khi mà tôi vẽ ra và tôi sẽ nhập text vào, các bạn thấy là tôi có thể là đưa văn bản chạy theo cái gì đấy ạ, chạy theo đường dẫn là một cái đường khép kín như thế này. Ví dụ thế. Khoan nói đến đẹp xấu, rõ ràng là chúng ta đang dẫn dắt text theo một cách hoàn toàn khác, không tuân thủ theo những quy luật đường ngang hay đường dọc nữa.
đúng không? Thế đến đây chúng ta cũng đã phá cách được đối với lại một cái đoạn văn bản dạng point text. Bây giờ tôi lại muốn nói tiếp tới cái dạng thứ hai, đó là dạng văn bản paragraph. Paragraph thì các bạn biết là nó rất là buồn tẻ, tại vì là nó cũng chỉ có các khối text hình chữ nhật thôi, đúng không? Tại vì khi mà chúng ta tạo ra một cái paragraph thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ text này, bấm này và vẽ ra một cái hộp, sau đó chúng ta nhập vào. Hộp có thể to, có thể nhỏ, có thể ngắn, có thể dài, nhưng kiểu gì nó cũng là hình chữ nhật. Và cái văn bản vào đây thì rõ ràng là rất là tẻ. Đây, chúng ta nhập thử khối văn bản vào. Đây là kết quả, đúng không? Tôi chán, tôi không thích cái này. Và tôi muốn là một cái văn bản nó phải có hình hài sống động theo một cái chủ đề nào đó chẳng hạn, đúng không? Bây giờ ví dụ như là tôi muốn là chủ đề về Trung Thu ví dụ thế, tôi có thể tạo ra một vòng trăng hay là sao gì đó để tôi đưa text vào, đúng không? Hay là tôi có thể là lấy một cái chủ đề về tài nguyên nước chẳng hạn, tôi có thể lấy hình giọt nước ví dụ như này, tôi vẽ ra một cái hình giọt nước, sau đó thì tôi có khuôn mẫu rồi thì tôi sẽ biến nó trở thành cái hộp chứa text. Thì biến trở thành hộp chứa text thì như thế nào? Đây các bạn để ý này, đặt chuột đến đây thì text nó sẽ bám theo cái đường path này, nhưng nếu mà tôi đặt lùi vào trong một tí, đây nhìn này, đây là bình thường nhá, đây là bám theo đường chu vi nhá, còn lùi vào trong này thêm một tí nữa, dấu trở nên tròn tròn thì nó sẽ là biến cái này thành ra một hộp chứa. Và sau khi như thế này rồi thì tôi có thể nhập chữ vào đây. Đây các bạn thấy là chữ bắt đầu chạy vào trong này. Để làm cho nó tốt thì nên cái chữ tương đối nhỏ một tí, không nên to quá để cho nó phủ kín. Và lúc này thì chúng ta nên làm việc thêm một cái thao tác nữa là với paragraph, chúng ta nên để nó ở cái chế độ gì đây ạ? Justify, nó sẽ căng đều ra hai cạnh, thì lúc này chúng ta sẽ có một cái khối text mà nó chạy theo một cái hình hài nào đó. Và thông qua cái việc này thì chúng ta sẽ có được một cái khối text mà bản thân nó mang hình dáng một cái gì đó. Thế thì đôi khi tôi chưa cần phải đọc cái nội dung thì tôi cũng đã có một chút liên tưởng là cái khối văn bản này nó nói về vấn đề gì rồi, đó. Thế như thế là chúng ta biết thêm được các cái thao tác là biến một cái hộp, một cái pack khép kín trở thành một cái hộp văn bản như thế nào, gán đường dẫn để sau đó là chúng ta cho chữ chạy theo cái đường pack có thể hở, có thể kín. Đấy. Và cuối cùng thì còn một thứ nữa mà chúng ta cần phải lưu ý, đó là chèn các ký tự đặc biệt vào trong văn bản như thế nào. Ví dụ như là tôi muốn chèn một cái ký tự đặc biệt vào trong một cái văn bản thì tôi cần phải vào menu type, trong menu type này thì tìm tới panel và chúng ta sẽ tìm tới một cái nó gọi là clip panel. Khi mở cái clip panel này ra thì chúng ta sẽ có thể chèn vào đây các ký tự đặc biệt. Thường thì ví dụ như là các biểu tượng như là phần trăm này, đô này, rồi thì các cái biểu tượng như là trademark này hoặc là copyright này, rồi các cái biểu tượng ví dụ như là các cái công thức toán học, rồi thì biểu tượng yên này, biểu tượng đồng bảng này, vân vân. Và có rất nhiều các biểu tượng đặc biệt mà chúng ta cần phải chèn vào trong bài. Ngoài cái này ra thì đặc biệt hơn là chúng ta sẽ giúp xử lý về dấu. Nếu như mà chúng ta đánh một cái phông nào đó mà nó không hỗ trợ tiếng Việt hoàn hảo. Đây ví dụ như là tôi dùng một cái phông. Ok, đây có dấu không ạ? Có dấu rất rõ ràng đúng không?
Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nhá để xử lý cái vụ này. Này, gõ tiếng Việt có dấu. Bây giờ ta xem chúng ta đang sử dụng phông gì nhé, phông area. Ok, được rồi. Tôi chuyển nó sang, ví dụ trường hợp ngay phông area thôi, tôi chuyển sang chế độ black. Lập tức các bạn thấy là đã có vấn đề rồi. Một số ký tự mà có dấu đặc biệt như thế này, nó không convert được sang black mà nó vẫn giữ tình trạng là area. Đấy. Như thế là chúng ta sẽ thấy là có những cái trường hợp là chữ béo, chữ gầy, lổn nhào, lổn nhổn. Hoặc giả, bây giờ tôi cũng không nói đến cái này nữa, tôi trở về bold bình thường đi. Đây, bold thì được. Nhưng bây giờ area thì nó hỗ trợ khá tốt cho tiếng Việt. Bây giờ tôi dùng một cái phông khác đi. Ví dụ như là sử dụng một cái phông chẳng hạn như là đây, ví dụ Bebas này chẳng hạn, hay là đây, cái này thì còn tệ nữa đó. Các bạn sẽ thấy là một số cái chữ mà có ký tự mà dấu mũ nhiều, nó không thể chuyển sang cái phông này được, nó vẫn giữ nguyên phông gốc. Đấy. Trường hợp này thì không ổn tí nào cả, và tôi muốn là xử lý cái phông chữ mà tôi đánh cần phải đưa được dấu má vào. Thì lúc này thì chúng ta sẽ cần tới sự hỗ trợ của cái clip panel này. Tôi sẽ bôi đen và tôi sẽ gõ, đầu tiên cố gắng là gõ theo kiểu không dấu đó. Nếu thử thì có thể gõ tiếp như này, có thể dấu ê này nó vẫn có thể chấp nhận, nhưng thêm dấu sắc vào thì bắt đầu bị vấn đề. Vậy thì tôi sẽ để ở cái cách là gì đấy, chưa bỏ dấu, đây là dấu của ký tự thôi nhá, thì không sao đúng không? Hay là đây, chữ E này cũng thế. Đấy. Dấu này. Đấy. Ớ vẫn được, nhưng thêm dấu sắc vào làm đòn. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết như sau. Xem có những cái ký tự nào nó kèm theo dấu hay không. Ví dụ như ế. Đó, thử xem có chữ nào là chữ ế ở trong này là có không. Chúng ta tìm kiếm những chữ đã xây dựng có sẵn dấu kèm theo. Nếu không có thì lúc này chúng ta sẽ lại phải chơi cái võ khác là như thế này. Copy, lấy một ký tự nào đó, sau đó thì dán nó ra như một ký tự rời bên ngoài, bôi đen và chúng ta tìm những cái dấu có ở trong này để chúng ta đưa thêm vào, và sau đó thì chúng ta sẽ ghép. Ví dụ đây là dấu sắc hay dấu huyền gì đó đúng không, ta phải tìm một cái dấu rời ở bên ngoài đây ví dụ đấy, và lúc này thì chúng ta mới nhắc cái này lên, chúng ta bổ sung thêm vào đấy, gõ theo kiểu không dấu, gõ thử đến mức độ tối đa có thể thực hiện được, sau đó thì chúng ta sẽ tạo ra các dấu rời bên ngoài, chúng ta ghép thêm vào. Tất nhiên cái này thì không có khuyến khích các bạn sử dụng nhiều, tại vì là trong cái văn bản nếu mà chúng ta mất nhiều thời gian quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc khác. Những cái việc này chỉ nên sử dụng ở trong những cái văn bản rất là lớn, tiêu đề thôi. Còn cái chữ dạng paragraph để đọc nhiều thì chúng ta sẽ chọn một cái phông rất là bình thường, area, time hoặc là những cái phông chữ rất là phổ thông đủ để cho người ta đọc được. Còn tiêu đề thì chúng ta có thể làm một cách phức tạp hơn bằng cách là chọn những cái phông đặc biệt để mà nó sẽ giúp chúng ta giải quyết được cái vấn đề về mặt nhận thức. Một cái văn bản nghiêm túc thì nên nói về nội dung nghiêm túc thì nên dùng một cái phông cũng nghiêm túc. Một cái văn bản mà phá phách, ma quái hay là trẻ con hay là gì gì đó thì tính chất của cái khối văn bản nói về cái gì thì chúng ta cũng nên tìm một cái phông để làm tiêu đề to, nó có cái tính chất phù hợp để người ta nhìn vào người ta cũng có tưởng tượng ngay kể cả khi chưa đọc đó. Nhưng mà như thế thì
sẽ hay bị vấp phải cái trường hợp là không gõ được đầy đủ dấu. Mà đây là cái cách để cho chúng ta có thể là giúp chèn thêm dấu má để chúng ta có thể là hoàn thành được cái tiêu đề, nó vừa phù hợp về mặt hình thái với lại cái nội dung chữ bên trong nhưng mà nó vẫn đầy đủ dấu má. Thì đấy là những cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý khi mà chúng ta làm việc với lại text ở trong Photoshop.